bệnh này nó là một cái bệnh lây truyền qua đường tình dục mà được được nhắc tên nhiều nhất, vì tính vì cái các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nó là một cái bệnh chính, nhất là nó có những cái đặc điểm lâm sàng cũng như là cái tổn thương hệ thống rất là đa dạng đó. Và ngày xưa khi mà chưa có những cái thuốc để mà điều trị cái bệnh giang mai, mà cái bệnh giang mai thì có thể nói là cái bệnh mà đã có từ rất lâu rồi, rất lâu rồi. Từ thời cổ đại đã bắt đầu nghe đến những cái về cái bệnh giang mai rồi. Vì từ khi mà chưa có cái thuốc để điều trị bệnh này thì cái bệnh này nó là cái bệnh mà nó tiến triển âm thầm, và sau thời gian nó có thể gây ra những cái biến chứng và có thể nó gây tử vong đó. Và những cái bệnh bản thân cái bệnh giang mai thì nó cũng là bệnh nó là cái bệnh mà nó lớn nhất và nó đa dạng nhất, lâm sàng của nó đa dạng nhất, chia ra rất là nhiều cái thời kỳ với những cái đặc điểm lâm sàng, những cái ảnh hưởng đến cái hệ thống nó khác nhau đó. Và chính vì vậy mà dù một cái bệnh mà đã được nghiên cứu rất là nhiều rồi thì nó vẫn tồn tại những cái vấn đề mà cho tới nay thì chúng ta vẫn chưa có thể giải quyết hết. Thì nói về bệnh giang mai thì bản thân cái bệnh giang mai nó là một cái bệnh rất là lớn, nó chia ra rất nhiều thời kỳ. Ở mỗi cái thời kỳ thì cái đặc điểm bệnh nó lại khác nhau. Thì trong cái bệnh giang mai thì chúng ta cần phải lưu ý về cái cách phân chia. Ví dụ trong bệnh giang mai thì có cách phân chia theo kiểu cổ điển và cách phân chia mới, cách phân loại nó như thế nào, cách phân loại giang mai. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đi vào những cái đặc điểm lâm sàng của cái từng cái thời kỳ và những cái đặc tính của những cái sang thư mà của trong giang mai có những cái đặc tính chúng ta phải nhớ, để mà dựa trên những cái đặc tính đó để chúng ta để giúp chúng ta chẩn đoán phân biệt cái giang mai. Và kể cả cái giang mai thì dù có rất nhiều phương pháp xét nghiệm để mà chẩn đoán giang mai thì cho tới nay thì vẫn có rất nhiều những cái trường hợp mà khó để chúng ta giúp chúng ta chẩn đoán cái bệnh giang mai đó. Và nhất là về cái phần chẩn đoán phân biệt thì cái giang mai nó là một cái bệnh mà có một nhà khoa học đã ví von cái bệnh giang mai nó giống như một con khỉ, nó có thể bắt chước bất kỳ một cái bệnh da này, tức là nhìn cái đặc điểm lâm sàng của bệnh giang mai thì nó có thể giống bệnh này hoặc là những cái bệnh da khác. Có thể giang mai là nó có những cái đặc điểm lâm sàng rất là đa dạng, không có giống nhau, và để chẩn đoán phân biệt nó cũng khá là khó khăn. Và giang mai thì chúng ta cũng phải học đến là những cái giang mai ở trên điều trị những cái bệnh nhân khi mà những người phụ nữ mang thai có thai như thế nào, điều trị những bệnh nhân đó là sao, để khi mà cái giang mai bẩm sinh, giang mai bẩm sinh, những đứa trẻ sinh ra những cái mẹ mắc bệnh giang mai thì có những cái đặc điểm lâm sàng như thế nào, chúng ta cần phải xử trí những cái trường hợp như thế nào, cách điều trị cái bệnh giang mai đó, và những cái phản ứng huyết thanh giang mai chúng ta cần phải biết, và những cái điều trị giang mai ở những cái thời kỳ khác nhau. Thời gian là cái, và khi mà điều trị giang mai thì nó sẽ còn có những cái phản ứng do cái thuốc điều trị giang mai nó gây ra, tức là những cái đó thì chúng ta cũng sẽ từ từ. Bài này nó là một bài rất là lớn, giang mai nó là cái bài khó nhất và lớn nhất trong cái nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thì đi về cái định nghĩa thì bệnh giang mai nó là một cái bệnh mà lây chủ yếu thì nó lây qua đường tình dục, nhưng nó có thể lây qua cái đường máu, có thể qua cái tiếp xúc mà nếu như có những cái vết chảy xước đó, và truyền từ mẹ sang con. Và cái tác nhân gây bệnh đó là cái sán khuẩn Treponema pallidum, và cái sán khuẩn này thì nó có thể ở cái môi trường ẩm ướt đó, thì nó có thể sống được 2 ngày, nó sẽ bị bất động ở cái nhiệt độ 45 độ C và chết sau 30 phút. Và sán khuẩn thì sẽ xâm nhập vào cơ thể qua
về về phân bố phân tử phát triển ở trên toàn thế giới và ở mọi chủng tộc. Và ở năm 2010 á, thì tỷ lệ bệnh giang mai là 3,6% trên tổng số bệnh lây truyền qua đường tình dục tại bệnh viện da liễu. Thì con số này không phải là tăng. Thì thực sự khi bệnh giang mai á, thì trước khi có bệnh HIV thì cái tỷ lệ bệnh nhân giang mai rất là cao. Bởi vì giang mai vẫn là cái bệnh mà người ta có thể chữa được. Thế là trước khi nhiễm bệnh HIV thì người ta không chú trọng lắm, không có sợ lắm những cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục. Chính vì vậy những cái biện pháp phòng ngừa bảo vệ khi mà quan hệ thì cũng ít được chú ý tới. Vì vậy tỷ lệ bệnh nhân giang mai luôn luôn là cao từ mọi thời kỳ. Khi khi bắt đầu bước vào cái thời kỳ mà có bệnh HIVS và vẫn chưa có được cái thuốc chữa, thì do cái bệnh HIV là cái bệnh mà gây tỷ lệ tử vong là 100% vào cái thời điểm không có thuốc chữa, thì mọi người bắt đầu sợ những cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục. Và vì sợ HIV thành ra là cái ý thức bảo vệ của người dân khi mà mình quan hệ với những bạn tình mà không một lần đó, thì cái ý thức bảo vệ của họ rất là cao và họ rất sợ nhiễm những cái bệnh HIV. Đó chính vì vậy ý thức dùng bao cao su thì trên toàn thế giới là đều tăng mạnh. Đó chính vì vậy mà nhờ nhờ cái đó thì các cái tỷ lệ bệnh lây truyền qua tình dục khác đều rất là giảm, kể cả trong đó có cái bệnh giang mai. Nhưng tuy nhiên thời gian gần đây á, thì cái xu hướng mà bị bệnh giang mai thì ở những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục khác thì nó lại tăng lên. Thứ nhất nó tăng lên ở giới đồng tính, nhất là Việt Nam bây giờ cái tỷ lệ mà đồng tính là mọi người đã gần như xã hội đã công nhận cái việc quan hệ đồng tính, và đặc thù của những cái người quan hệ đồng tính thì họ lại ít chú trọng đến cái vấn đề bảo vệ khi quan hệ, không giống như là khi họ quan hệ với cả nam nữ thì thường những người đồng tính thì họ lại không có chú trọng đến cái vấn đề bảo vệ và những cái đường quan hệ tình dục của họ thì nó khác hơn so với quan hệ nam nữ. Chính vì vậy mà ở trên cái đối tượng đồng tính á, thì cái tỷ lệ nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục những cái như giang mai là càng ngày nó càng tăng, nó tăng cao lên ở cái đối tượng này. Cũng như là cái bệnh HIV bây giờ bắt đầu tuy chưa chữa khỏi hẳn được nhưng mà cũng có những cái thuốc để có thể kiềm chế được cái bệnh HIV, thì cũng tâm lý mọi người cũng bắt đầu đỡ sợ cái bệnh HIV hơn. Thì cái chính vì vậy cái ý thức mà để bảo vệ bản thân khi quan hệ thì bắt đầu nó cũng lại kém đi. Và chính vì vậy thì những cái năm gần đây thì cái tỷ lệ bệnh lây truyền qua đường tình dục tất cả các bệnh nó đều tăng, và nhất là cái bệnh giang mai là tăng cao lên, và đặc biệt là trong cái đối tượng dương tính. Thì cái tuổi mắc bệnh thì cao nhất thì là cái tuổi mà quan hệ tình dục mạnh, tức là từ 20 đến 39, giảm dần từ cái lứa tuổi thanh thiếu niên 15, 19 và thấp ở nhất là cái lứa tuổi 40 đến 49. Thì thông thường á, thì cái tỷ lệ mà nam 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 trên nữ thì ở các nghiên cứu là khác nhau, nhưng mà thường cái tỷ lệ bệnh nhân nam bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục vẫn cao hơn là phụ nữ, thì đó là do cái thói quen quan hệ tình dục. Về cái diễn tiến bệnh giang mai thì mình sẽ có chia theo cái phân loại theo cái cách cổ điển, thì người ta sẽ chia ra cái thời kỳ ủ bệnh là 3 tuần, là ba trung bình là 3 tuần, nhưng nó có thể dao động từ 1 tuần đến 3 tháng. Và giang mai thời kỳ 1, sau đó sau thời kỳ ủ bệnh là đến giang mai thời kỳ 1, thì giang mai thời kỳ 1 thì ít nó sẽ kéo dài khoảng 1,5 tháng. Thì giang mai thời kỳ 1 sẽ chia ra hai giai đoạn, giai đoạn tiền huyết thanh khi mà có xăng và hạch nhưng mà VDRE xét nghiệm huyết thanh là âm tính, và giai đoạn huyết thanh bắt đầu từ tuần thứ hai là xét nghiệm cái VDNA là nó bắt đầu nó dương tính. Giang mai 2 sẽ bắt đầu tính từ sau 1,5 tháng, thì những cái sang thương của cái giai đoạn giang mai 1 là xăng á, cái hạch nó sẽ tự nó biến mất, kể cả có điều trị hay là không thì nó sẽ tự biến mất.
và nó tự biến mất, nhưng mà không có nghĩa là cái bệnh nó khỏi. Cái bệnh giang mai nó vẫn âm thầm nó tiến triển và nó sẽ bước sang cái giai đoạn gọi là giang mai 2. Thì giang mai 2 là sẽ bắt đầu thời kỳ từ lúc nhiễm bệnh là 1,5 tháng cho đến thời gian là khoảng 2-3 năm. Và ở giang mai 2 á, thì trong cái giang mai 2 thì sẽ có những cái giai đoạn mà sẽ có những cái phát ban ở ngoài da. Và sau cái giai đoạn 2-3 năm ở giang mai 2 thì những cái sang thương đó nó cũng tự nó biến mất. Mặc dù cái bệnh nó vẫn âm thầm nó tiến triển và nó sẽ bước vào cái giai đoạn gọi là giang mai tiềm ẩn. Giang mai tiềm ẩn là cái giai đoạn mà sau giang mai 2 đó, và trước khi và cho tới khi bắt đầu dấu hiệu của những cái tổn thương ở cái thời kỳ giang mai 3, thì cái thời kỳ này có thể kéo dài thời gian rất là lâu. Thì cái đó là giang mai tiềm ẩn. Và cái giang mai tiềm ẩn này là những bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì hết, nhưng khi làm xét nghiệm huyết thanh giang mai thì nó sẽ có cái xét nghiệm giang mai là dương tính đó. Và sau đó là chúng ta sẽ là giang mai thời kỳ 3. Thì giang mai thời kỳ 3 thì nó sẽ xuất hiện cùng thời gian rất là khác nhau, có thể từ 5 đến 15 năm sau khi có xăng, sau khi xuất hiện cái xăng đó. Thì đây là phân chia theo cái cách cổ điển. Cái cách phân chia mới thì người ta phân chia dễ hơn để cho để cái quan trọng là để cho để mà điều trị cho nó dễ dàng thôi. Phân chia là để cho làm sao để cho đến cuối cùng là để cho bác sĩ tiến hành điều trị cho nó dễ dàng. Vì vậy họ sẽ phân chia mới, chia làm hai giai đoạn là giang mai sớm và giang mai muộn. Giang mai sớm sẽ bao gồm giang mai thời kỳ 1, giang mai thời kỳ 2 và giang mai tiềm ẩn sớm trước 1 hoặc là 2 năm. Thì ở cái giai đoạn này thì cái trị liệu nó sẽ rất là hiệu quả với cái penicillin. Giang mai muộn là những cái trường hợp giang mai ẩn sau 1 năm hay 2 năm. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới thì là sau 2 năm, giang mai ẩn sau 2 năm. Và giang mai thời kỳ 3. Và cái ở những cái trường hợp mà giang mai muộn á, thì cái trị liệu ít hiệu quả. Và nhiều khi sau khi điều trị rồi thì cái vẫn bị cái sẹo huyết thanh, tức là cái phản ứng huyết thanh khi mà làm xét nghiệm thì nó vẫn là dương tính. Thì đúng lại thì theo cái cách phân chia mới thì nó sẽ dễ cho chúng ta phân loại nó dễ hơn để chúng ta tiến hành điều trị thôi. Nhưng mà khi mà chẩn đoán ở trên lâm sàng thì chúng ta vẫn chia ra theo cái lâm sàng, chúng ta vẫn chia theo cái cổ điển, tức là giang mai thời kỳ 1, thời kỳ 2 hay là thời kỳ 3 theo cái đặc điểm lâm sàng đó. Cái còn phân chia mới thành hai giai đoạn là giang mai sớm hay giang mai muộn để mà chúng ta đánh giá về cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân nó sẽ khác nhau, và cũng như là cái kết quả của cái trị liệu là nó cũng sẽ khác nhau. Thì theo cái cách phân chia để tiến hành điều trị đó, thì sẽ chia thành hai giai đoạn: giang mai sớm là giang mai thời kỳ 1, giang mai thời kỳ 2 và giang mai tiềm ẩn sớm theo Tổ chức Y tế Thế giới là trước 2 năm. Thế còn giang mai muộn là những cái giang mai tiềm ẩn sau 2 năm và giang mai thời kỳ 3. Rồi, thì chúng ta sẽ đi về đặc điểm lâm sàng của cái giang mai thời kỳ 1. Thì qua cái giai đoạn của bệnh ha, là một vài tuần thì sẽ trên tại cái vùng, tại cái địa điểm mà có nơi xâm nhập cái sóng khuẩn Treponema thì sẽ xuất hiện cái xăng. Chính vì vậy thì cái xăng chúng ta sẽ thường gặp ở bộ phận sinh dục, đúng không? Ở miền Nam thì sẽ gặp ở trên dương vật, còn ở nữ thì có thể chúng ta có thể nhìn thấy cái vết rách ở âm hộ hay trong âm đạo. Tuy nhiên không có nghĩa là những cái vùng khác có thể bị xăng, tại vì chỗ nào nó xâm nhập thôi, và chỗ nào có cái tiếp xúc vùng da bị cháy xước thì ở đó cái Treponema nó đều có thể xâm nhập được. Chính vì vậy cái xăng thậm chí nó có thể có ở trên đầu hay là những cái vùng da khác ở trên cơ thể, chứ không phải là nó chỉ có ở cái vùng của con sinh dục. Tại vì cái thói quen sinh hoạt tình dục của con người thì nó vậy, rất là đa dạng, cũng rất là khác, không phải ai cũng giống ai hết đó. Thành ra là chúng ta cũng không nên quá ngạc nhiên và lúc nào chỉ chăm chăm đi tìm cái xăng chỉ ở cái bộ phận sinh dục. Chúng ta nhớ rằng nó nếu mà xuất hiện những cái xăng thương giống cái xăng ở trên đầu chẳng hạn thì cũng đừng quá ngạc nhiên và loại trừ hoàn toàn là nó không phải là giang mai, nó
vì vậy cái quan trọng chúng ta coi cái đặc tính của cái xăng nó là như thế nào. Thì xăng nó thường có một đó, nó có thể là bộ phận sinh dục nhưng mà có thể ở chỗ khác như ruột thẳng, xăng ruột thẳng, nhất là những cái trường hợp mà quan hệ đồng tính là chúng ta có thể gặp xăng ruột thẳng, rồi ở miệng, quan hệ qua đường miệng cũng có thể có, chúng ta có tiếp xúc là có thôi, ngón tay ha. Và cái xăng này á, không, đặc điểm của nó là không điều trị, nó cũng lành tự nhiên sau 3 đến 6 tuần và nó có thể để lại sẹo và có thể không để lại sẹo. Và nó có 6 đặc tính sau, và cái này chúng ta nhớ để chúng ta biết được cái đặc tính của cái xăng đang mang. Thứ nhất là vết lở tròn hay bầu dục từ 0,5 đến 2 cm, giới hạn rõ, không có bờ, đáy sạch, trơn bóng láng, màu đỏ, bóp không có đau, nền cứng và có hạch. Đó là cái 6 đặc tính của cái xăng đang mang. Và cái hạch, trong cái răng mai là có xăng thì phải có hạch, hạch thì sẽ xuất hiện 5 đến 6 ngày sau khi có xăng, và nói chung là phần lớn tất cả các trường hợp răng mai là đều phải có xăng, đều có phải có hạch, và hạch và sẽ ép nó ở cùng bên với xăng, xăng ở bên nào thì hạch nó ở bên đó. Và 4 đặc tính của hạch, thứ nhất là nhiều hạch nó trụ lại thành từng nhóm đó, và nó cái hạch này nó lớn nhỏ không đều mà nó có một cái hạch to nhất, nó gọi là cái hạch trưởng nhóm. Cái nhóm hạch này không có viêm, nó chắc và nó có thể lay chuyển được và nó không có là mục, nó là cái bốn đặc tính của cái hạch. Thì xăng với hạch đó là cái đặc điểm lâm sàng chính để chúng ta chẩn đoán cái răng mai thời kỳ 1. Những cái dạng lâm sàng đặc biệt khác ít gặp nhưng mà cũng có thể gặp, đó là trường hợp xăng loét, thay vì nó là cái vết chờm thì nó sẽ loét xuống sâu hơn, tạo thành những cái vết loét. Thì những cái vết loét này chắc chắn khi lành nó sẽ để lại những cái sẹo. Rồi cái xăng viêm, trong trường hợp này cũng thế, thấy cái u giang mai lan tỏa, hoặc là giang mai không có xăng thì không tìm thấy cái thiết. Qua cái khai thác bệnh sử là bệnh nhân đang ở cái giai đoạn thời kỳ 1, rồi xét nghiệm VNN là mình thấy dương tính, nhưng mà mình không nhìn thấy cái xăng gì cả, trong mà dự đoán là bệnh nhân mới đang ở đây thôi. Thì còn có thể là trong trường hợp này là thường là do cái xăng dương tính ở đâu đó chúng ta không tìm thấy. Ví dụ xăng ở trong ruột thẳng chẳng hạn, chúng ta không có làm soi chúng ta không thấy được, là khác có thể chứ không phải là có xăng đó. Và giang mai cụt đầu, đầu thì tức là những cái trường hợp này á, là khi mà bệnh nhân thấy có những cái vết trở, có cái này cũng gặp nhiều, những cái vết trở thì nghĩ là một cái chấn thương chảy xước ngoài da thôi, thì sẽ tự động có thể là bôi thuốc hay là uống thuốc gì đó để mà điều trị cái vết trở. Cái trường hợp này nó gặp nhiều đó, thì cái xăng nó có thể là biến mất, xăng là biến mất không còn cái hình ảnh cái xăng nữa, nhưng cái thuốc mà uống thì nó không đủ để mà điều trị, và cái bệnh giang mai là vẫn còn. Vì điều trị bệnh giang mai là mình phải điều trị bằng cái thuốc penicillin đúng không? Thế còn đây có thể là mình có thể bệnh nhân tự bôi những cái thuốc sát trùng bên ngoài, hay là uống kháng sinh, mà uống kháng sinh khác mà không có đủ liều để mà điều trị cái bệnh giang mai. Vì vậy cái bệnh giang mai thì nó vẫn còn, nhưng mà cái xăng thì nó có thể là biến mất, đấy trường hợp đấy cũng gặp. Còn những cái biến chứng có thể gặp khi mà giang mai thời kỳ 1 thì có thể bao gồm hẹp bao quy đầu, sưng da quy đầu, rồi hoại tử, rồi do bị nhiễm khuẩn, cái vùng xăng nó bị hoại tử thì có thể nó bị đóng mài, cái vẩy màu đen, hoặc là loét sâu. Những cái trường hợp này thì cái hoại tử nó sẽ lan rộng ra ngoài cái vùng xăng và nó sẽ gây cái loét sâu. Thì những cái trường hợp như này, thường những cái biến chứng này thường hay gặp ở trên những bệnh nhân mà bị suy giảm miễn dịch, trên bệnh nhân HIV thì hay gặp trên những cái biến chứng là cái xăng nó sẽ biến chuyển bất bình thường hơn, nó sẽ lan rộng hơn và nó sẽ xuống loét xuống sâu hơn đó. Và có những cái, và cái thứ năm là những cái trường hợp mà xăng hỗn hợp, tức là bệnh nhân bị một lúc có thể bị nhiều những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, tức là ví dụ vừa bị treponema, vừa bị cái vi khuẩn cung mềm lây ha. Đó, thì hoặc là cái bệnh lúc lây thì nó có thể sẽ có cái hai cái xăng, nhiều cái xăng một lúc.
đoán lâm sàng. Về chẩn đoán giác mai một á, thì lâm sàng thì chúng ta phải xem lại cái thứ nhất là coi cái đặc tính xăng với cả hạch. Về cái vi trùng học thì chúng ta có thể lấy cái mẫu thử ở cái rìa cái xăng và nhìn lên ký hiển vi điện tử thì có thể làm cái chiếu để phát hiện được cái xuân khuẩn theo Panama. Tuy nhiên thì cái này thử vi thì không có làm. Đó, thì ra thông thường cái chẩn đoán giang mai sẽ dựa trên thứ nhất là về lâm sàng, về cái đặc tính xăng với cả hạch. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ làm cái huyết thanh chẩn đoán, xét nghiệm máu. Thì cái tuần thứ nhất thì làm cái VDNA thì nó vẫn còn âm tính. Nhưng nếu như chúng ta làm cái miễn dịch hình quang FDA thì nó mới dương tính ở cái tuần thứ nhất. Từ tuần thứ hai thì cái xét nghiệm VDNA bắt đầu nó sẽ dương tính, và từ tuần thứ ba thì xét nghiệm TPHA là nó sẽ dương tính. Và thông thường để chẩn đoán cái giang mai thì chúng ta cần hai cái xét nghiệm là VDLA và TPHA. Và cái quan trọng nó là cái TPHA, tại vì TPHA nó là cái xét nghiệm đặc hiệu của cái giang mai. Còn cái VDLA là nó có thể là nó dương tính giả, có thể là dương tính giả ở một số những cái bệnh khác, có thể nó cũng cho cái kết quả VDLA dương tính. Nhưng mà vì nó dễ làm, người ta là thường cái tầm soát thì người ta vẫn hay làm cái VDNA. Và thông thường với bệnh nhân thì mình sẽ cho đi làm xét nghiệm VDNA và TPHA. Và nếu cả hai xét nghiệm này cùng dương tính thì như vậy là bệnh nhân bị giang mai. Thế còn nếu có cái dương tính, có cái âm tính thì chúng ta sẽ phải, vì những cái trường hợp mà chúng ta sẽ phải xác định là bệnh nhân là đã điều trị rồi, hay là bệnh nhân giang mai chưa điều trị, chưa đến lúc mà nghĩ cho nó dương tính, những trường hợp đấy nó sẽ khó hơn. Đó. Thế nhưng mà nếu như mà cả hai cùng âm tính, chắc chắn không phải giang mai. Cả hai cùng dương tính thì chắc chắn nó là giang mai. Nhưng có trường hợp cái này dương, cái kia âm, cái đó gặp cũng nhiều. Và thì lúc đó chúng ta sẽ phải xem xét là trường hợp đấy nó là như thế nào. Về cái chẩn đoán phân biệt thì với khi thời kỳ 1 thì nó sẽ có những cái vết loét xăng, nó chính là những cái vết loét chờ. Có thể là chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với những cái bệnh khác mà cũng có gây ra những cái vết loét ở cuộc đời sinh dục. Vì vậy người ta còn có nói là có cái hội chứng gọi là hội chứng loét sinh dục. Hội chứng loét sinh dục thì trong hội chứng loét sinh dục này thì có 5 bệnh mà trong đó có bao gồm cái bệnh giang mai. Và những cái bệnh mà nó có gây ra cái hiện tượng loét sinh dục thì họ chẩn đoán phân biệt. Thì cái thứ nhất đó là cái bệnh hạch cam mềm. Thì ở cái xăng hạch cam mềm thì nó có những cái đặc tính khác như sau để chúng ta chẩn đoán phân biệt với cái bệnh giang mai. Thứ nhất, thời gian ủ bệnh rất là ngắn, 3 ngày. Và cái bờ nó giới hạn khoảng 2 vòng vàng với đồng. Đáy dơ nó bị ăn nát, nó khác với cái đáy sạch ở trong cái bệnh giang mai. Và nề là mềm, bóp đau, trong khi của giang mai là mềm cứng và bóp không đau. Rồi tiếp theo là cái bệnh hột xoài. Và bệnh này hột xoài thì ít gặp được, cái xăng của bệnh này thì tiến triển nó rất là nhanh, nó tạo ra những cái vết loét rất là nhanh. Cái effect sinh dục thì cái đặc điểm về effect sinh dục thì đầu tiên nó là những cái mụn nước nó hợp thành chùm đau rát, và sau đó nó sẽ lở ra. Thì khi mà effect sinh dục và khi mà cái mụn nước nó bể ra thì nó sẽ tạo thành ra rất nhiều những cái vết chợt nhỏ với nhau, chứ không phải nó là vết loét lớn. Nhưng mà trong trường hợp nó bội nhiễm vi khuẩn thêm vào thì những cái vết chợt nhỏ này có thể nó nối với nhau, nó tạo thành những vết lớn. Vết loét lớn thì như vậy chúng ta khó chẩn đoán phân biệt hơn. Rồi xăng ghẻ thì những cái xăng mà xuất hiện ở những cái bệnh nhân bị ghẻ ở bộ phận sinh dục, nó cũng là cái vị trí mà thường hay xuất hiện những cái xăng thường ghẻ ở những cái người bị ghẻ. Thì ở trong trường hợp này thì sẽ thường đặc điểm của cái xăng ghẻ là thứ nhất nó sẽ có những cái xăng thương ở những cái vùng da khác, ở vùng da no, ví dụ như bụng, đùi, rồi thường hay ngứa nhiều vào ban đêm. Đó, đặc điểm như thế. Và cái đặc điểm của phần sinh dục là những cái sẩn cục ở trên bộ phận sinh dục, thì cái đó là đặc điểm của cái bệnh ghẻ. À,
viêm da mủ, tức là những cái việc nhiễm trùng da thì cũng thể cũng gặp những cái có thể gây ra những cái vết chốc chẳng hạn, thì cũng vết loét đóng mài ở những cái vùng thì bộ phận sinh dục mặt đường thì nó sẽ có những cái bộ phận khác nữa, những cái vùng da khác. Và sang tái phát nó là cái tái biến của cái thời kỳ 2, của thời kỳ 3 nằm tại cái sang của thời kỳ 1. Đó là những cái vết gôm ở trong cái ở vết gôm của thời kỳ 3 mà nó tiến triển tới loét, nó khác với cái sang cái giang mai thời kỳ 1. Đấy là cái giang mai thời kỳ 1. Thì với cái giang mai thời kỳ 1 thì với cái đặc điểm là đặc tính là xăng với hạch thì chẩn đoán không có khó. Khó là cái xăng đó nó tự khỏi rất là nhanh và thường bệnh nhân nó sẽ bỏ qua cái giai đoạn xăng và hạch đó. Tại vì thấy nó đau đau chờ thì bôi thuốc vài ngày để bản thân nó tự khỏi, đã không có để ý tới. Và thường bệnh nhân bỏ qua cái giai đoạn thời kỳ 1, không có đi khám. Và đến khi sau đó một vài năm bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn thời kỳ 2, khi bắt đầu xuất hiện những cái sang thương ở ngoài da thì bệnh nhân mới bắt đầu đi khám. Vì vậy những bệnh nhân đến khám ở giang mai thời kỳ 2 rất là nhiều, rất là đông đó. Và ở cái giang mai thời kỳ 2 thì đó là trường hợp này sẽ khó cho bác sĩ nhiều hơn, vì nó không còn cái đặc trưng của cái sang ở cái bộ phận sinh dục ban đầu để mà chúng ta dễ chẩn đoán phân biệt với cái bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, mà bây giờ nó là phát triển ban ở da, nó sẽ làm chúng ta nhầm lẫn với những cái bệnh da khác. Khi mà chúng ta có một cái sang thương thì đó ở bộ phận sinh dục thì dù là cái bệnh gì thì điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là bệnh lây truyền qua đường tình dục đó. Thì là chắc chắn những cái bệnh nhân mà đến khám ở cái phòng khám bệnh lây truyền qua đường tình dục thì điều đầu tiên là mình phải cho đi làm xét nghiệm giang mai rồi. Đấy là những cái bệnh nhân nào mà đến khám giai đoạn đầu thì chắc chắn là sẽ thường và sẽ được phát hiện ra ngay cái bệnh giang mai, bác sĩ sẽ cho làm xét nghiệm và phát hiện ra ngay. Cái khó cho cả bệnh nhân và bác sĩ là khi bắt đầu cái giang mai thời kỳ 2 bắt đầu nó phát ban ra da, mà cái thời gian nhận rất là lây á, thì bệnh nhân mới đi khám, mà khám là khám da thì đương nhiên là đến khám bác sĩ da liễu. Ở cái thời kỳ này thì nó không còn cái đặc trưng, nó không còn cái tổn thương của phần sinh dục nữa, nó sẽ phát ban ở da. Và khi các bạn ở da thì nó giống bất kỳ cái bệnh gì có thể nghĩ được. Có những cái giang mai thì nó giống bệnh viêm da tràm, có những cái bệnh giang mai thì nó giống bệnh khác hoặc có nhìn, hoặc có những cái bệnh giang mai thì cái phát ban của nó có thể nó hơi giống như này mà nó không phải là giống hoàn toàn. Nó làm cho bác sĩ rất khó chẩn đoán, và cái khó nhất là làm cho bác sĩ không nghĩ tới là bệnh nhân bị giang mai và cho đi làm xét nghiệm giang mai. Tại vì bệnh nhân là bị bệnh da mà, đấy là gặp những cái phát ban ở da. Có thể là rất nhiều những cái bệnh nhân mà giang mai thời kỳ 2 mà đi khám bác sĩ da liễu bị bỏ qua, không được cho làm xét nghiệm giang mai và không có phát hiện được bệnh giang mai. Đó, thì cái đó nó là rất là khó. Thì cái đặc điểm giang mai 2 là rất lây do cái teponema bắt đầu nó lan tỏa trong máu, nó làm cho bệnh lan tỏa khắp cơ thể. Ở giai đoạn này thì đương nhiên làm xét nghiệm huyết thanh là 100% là nó sẽ là dương tính. Và cái giang mai 2 thì nó bắt đầu từ 60 ngày sau khi nhiễm cho tới 2-3 năm. Thì cái thời kỳ trước khi mà xuất hiện cái phát ban ở da là khoảng 45 ngày ấy, thì tổng trạng nó kém, có thể sốt hoặc là đau khớp. Từ khi tức là cái xăng thì khỏi rồi mà chưa có cái phát ban thì bệnh nhân có thể thấy tổng trạng mệt mỏi, sốt hay đau khớp đó. Nhưng mà những cái dấu hiệu đó nó không có cái gì là nó đặc trưng cho của cái một cái bệnh nào nào cả đó. Và sau khoảng 2 tháng từ khi bắt đầu có xăng á thì cho tới 2 năm á, thì bất kỳ cái thời điểm nào trong cái giai đoạn này thì sẽ có xuất hiện những cái đợt gọi là đợt nảy nở đầu tiên của giang mai 2, thì nó xuất hiện những cái ban đào. Thì cái ban đào đó là những cái vết rát màu hồng, giới hạn nó không có rõ. Và nó không có tập nhận, ấn vào thì cái màu hồng nó sẽ biến mất dưới kính đèn đó, và nó có thể ở thân mình, ở tứ chi và đối xứng. Cái niêm mạc thì nó không có đau và nó có thể nó trải qua cái ba cái giai đoạn, đầu tiên nó đỏ, sau đó nó chuyển sang cái màu trắng. Có thể bệnh nhân có thể nổi hạch ở hai bên, rồi có rụng tóc. Về tổng quát thì do cái lan tỏa của cái treponema thì sẽ có bắt đầu nó cái sản phẩm bắt đầu nó gây những cái tổn thương nội tạng ở giai đoạn mai 2, thì nó có thể gây viêm màng não, viêm thận, viêm xơ ở những cái giai đoạn này. Thì
những cái đợt về sau thì cái đợt nảy nở đầu tiên của giang mai 2 nó có thể nó cũng sẽ lành tự nhiên, nó ra một cái đợt nảy nở đó, bệnh nhân mình cũng không có làm gì cả, bệnh nhân không điều trị cả, tất cả triệu chứng này thì nó sẽ tự biến mất, nó tự biến mất và sau đó nó sẽ có những cái đợt nảy nở sau của giang mai 2. Thì những cái đợt nảy sau thì nó sẽ những cái sang thương thì bắt đầu nó sẽ có những cái đa dạng hơn, thì và chính vì cái tính đa dạng của nó giống những cái bệnh ở trên ở da, thì nó sẽ có những cái tên gọi như là bệnh ban đào tái phát, tức là những cái vết rát hồng ban mà nó lớn hơn nhưng mà nó sẽ ít hơn, nó không nhỏ nó không nhiều những cái đợt này là đầu tiên rồi. Có thể nó là dạng ban giang mai sần vẩy đã cung, rồi có thể dạng ban giang mai năng lông, tức là xuất hiện những cái ban giang mai mà giống như là những cái sần ở viêm ở những cái năng lông, giống như những cái năng lông. Rồi ban giang mai thì thế, tức là những cái sang thương mà nó giống như sang thương vẩy nến, những cái mảng đỏ không vẩy vẩy nến, hay là giang mai sắc tố thường ở gáy làm thành những cái kỳ kiềm để nữ rồi giang mai lòng bàn tay lòng bàn chân và giang mai sần sùi loét sần ướt đó. Và tất cả những cái sang thương này thấy là chúng ta thấy là về cái da thì nó về cái biểu hiện lâm sàng nó rất là đa dạng, nó có thể nó giống bệnh này giống bệnh kia, hoặc nó là những cái sang thương nó đặc biệt, nó không có nằm trong bệnh cảnh cái bệnh lâm sàng nào hết, mà cái giang thương da ở cái giang mai nó rất là đa dạng, mình không thể nói chung được là như thế nào. Ở bệnh nhân này có thể nó phát ban như thế này, bệnh nhân khác nó sẽ có sang những cái phát ban khác, thế là để chẩn đoán dựa trên cái lâm sàng ngoài da những cái bệnh nhân giang mai rất là khó. Nhưng mà nó có một cái đặc điểm chung là những cái sang thương này nó thuần nhuận và nó sẽ đi đôi với hạch, chúng ta phải nhận này, hạch sẽ không có hạch không đó. Và sau cái thời sau những cái đợt nảy nở và bên ngoài da rồi thì tự nó không khỏi, bệnh nhân không được điều trị gì cả thì tự nó cũng khỏi, không còn xuất hiện những cái xuất hiện những cái phát ban ở trên da nữa, và nó sẽ bước vào cái giang mai thời kỳ gọi là giang mai tiềm ẩn. Cái giang mai tiềm ẩn là cái thời kỳ sau cái giang mai thời kỳ 2, là không còn khoảng 2 năm kể từ khi nhiễm á, và cho tới cái thời kỳ mà bắt đầu xuất hiện những cái triệu chứng của cái giang mai thời kỳ 3, thì suốt cái giai đoạn này nó có thể kéo dài 5-10 năm, không có một cái dấu hiệu nào cả, không có cái dấu hiệu lâm sàng nào hết, và bệnh nhân chỉ có thể vô tình đi khám thai và bác sĩ cho làm xét nghiệm để phát hiện ra là huyết thanh dương tính, lại đi làm tầm soát để phát hiện ra về lâm sàng rồi không có những triệu chứng gì hết. Thì cái giang mai tiềm ẩn thì chúng ta sẽ chia ra thành giang mai tiềm ẩn sớm, tức là 1-2 năm sau khi nhiễm bệnh. Giang mai tiềm ẩn là những cái trường hợp giang mai không có một cái triệu chứng lâm sàng nào hết, không có một cái tổn thương nào hết ở ngoài da, nhưng mà xét nghiệm ra huyết thanh dương tính thì chúng ta gọi là giang mai tiềm ẩn. Thì giang mai tiềm ẩn sớm là nếu như là sớm là 1-2 năm sau khi nhiễm bệnh á, thì cái phản ứng huyết thanh nó có thể trở về âm tính sau khi điều trị. Cái còn giang mai tiềm ẩn ở muộn, tức là trên 2 năm từ khi nhiễm bệnh, thì kể cả chúng ta có điều trị đủ phác đồ, thì cái huyết thanh của xét nghiệm huyết thanh nó vẫn là dương tính đó. Và cuối cùng thì sẽ sau thời gian dài thì sẽ xuất hiện những cái triệu chứng giang mai thời kỳ 3. Thì cái giang mai thời kỳ 3 nó sẽ xuất hiện từ 2 đến 15 năm sau khi có xăng, do không có điều trị đầy đủ. Và hiện nay thì rất là hiếm có để có những cái bệnh nhân giang mai thời kỳ 3, tại vì thông thường là bệnh nhân đều được điều trị trước đó rồi, được điều trị trước đó rồi. Thì những cái bệnh nhân mà không được điều trị và để kéo dài, không điều trị hoặc điều trị không có đủ, không đúng phác đồ, thì bệnh sẽ tiến triển tới cái giang mai thời kỳ 3. Và ở cái giang mai thời kỳ 3 thì không phải là trường hợp nào huyết thanh nó cũng dương tính, mặc dù có những cái triệu chứng lâm sàng của giang mai thời kỳ 3, nhưng mà xét nghiệm huyết thanh nó có thể âm tính đó. Và cái ở cái giai đoạn này thì bệnh giang mai ít lây, thì giang mai nó lây nhiều nhất ở cái giai đoạn 2. Thì ở trên da hay niêm mạc thì xuất hiện những cái củ hay gôm, những cái sang thương gọi là củ hay là gôm, và nó sẽ tiến triển về loét, và khi lành thì để lại sẹo. Về những cái sang thương, về những cái tổn thương nội tạng thì có thể ở tim mạch, động mạch chủ, gan, thận, nó có thể phá hủy những cái cơ quan nội tạng và gây những cái suy biến nặng. Về thần kinh thì nó có thể gây viêm màng não và viêm dây thần kinh, gây bệnh tai biến bị sống và có thể gây liệt. Đó là những cái triệu chứng ở cái da ngoài thời kỳ 3.
Thì như vậy là chúng ta đã đi qua cái tất cả những cái giai đoạn của giang mai, là giang mai thời kỳ 1, giang mai thời kỳ 2 và giang mai thời kỳ 3. Thì thông thường thì cái giang mai mà bây giờ chúng ta có thể gặp được, thường thì phát hiện được là thường là gặp ở giang mai thời kỳ 2. Nhưng mà có điều là bác sĩ cần phải chú ý đến những cái bệnh nhân mà đi khám da mà thấy những cái sang thương da nó lạ lạ, nó không giống những cái bệnh da mà mình thường gặp, thì những cái trường hợp đấy các em phải cho đi làm thêm cái huyết thanh chuẩn đoán giang mai. Thì sẽ như rất nhiều trường hợp mình phát hiện ra được giang mai mà bệnh nhân đi khám những cái bệnh da đến thông thường. Khi giang mai thời kỳ 1 là với cái sang á, thì thường á, bệnh nhân thì khi bệnh nhân có những cái vết trở thì thường họ hay nghĩ là họ có thể họ quan hệ quá mức nên là bị trượt da, họ bị đơn giản thôi, họ bôi một cái thuốc gì đấy, mà vấn đề là cái sang nó tự vài ngày nó cũng lành. Thế nên thường bệnh nhân bỏ qua đấy, thì bôi xong rồi tự nhiên nó cũng khỏi. Thế thường bệnh nhân sẽ bỏ qua cái giai đoạn đó, không có đi khám. Thế thì ra để có được cái bệnh nhân mà có cái sang á, để mà khám có bệnh nhân phát hiện được bệnh, chẩn đoán được bệnh nhân mà trong cái giai đoạn sang bây giờ cũng hiếm. Nhiều khi sinh viên cũng khó mà tìm có được cái bệnh nhân mà có cái sang đặc thù của cái giang mai mà họ. Mặc dù cái sang giang mai thì nó là một cái sang thương mà rất là đặc trưng cho cái giang mai, với những cái đặc tính của nó là những chúng ta gần chúng ta có thể phát hiện chẩn đoán ai nó là cái sang giang mai. Thì thông thường mình sẽ gặp chẩn đoán những cái bệnh nhân đấy vào cái giang mai thứ 12, khi mà họ bắt đầu xuất hiện những cái phát ban ở trên da đó, và họ đi khám và khám cái bệnh da. Thì lúc đấy đòi hỏi bác sĩ và người khám là mình phải phân biệt được, đoán được cái bệnh đó, mình nghi ngờ những cái trường hợp mà mình khám mình thấy sao nó nhìn nó kỳ kỳ, thấy nó có những cái hồng ban giang mai, không có một cái sang thương nào nó đặc trưng để mình nói đó là cái sang giang mai giống như bệnh về nếp. Em có thể nói được bệnh về nếp là mảng hồng ban giới hạn rõ chắc vẩn ha. Rồi ví dụ bệnh viêm da cơ địa mà hồng ban mụn nước giới hạn không rõ, giang mai nó không thể không nói được cái sang thương của giang mai là gì hay là như nào. Nó có thể rất nhiều loại sang thương, hồng ban có sần giống vẩy nến có, mà hồng ban có loét cũng có, cái gì nó cũng có thể có. Nhưng mà nó có một cái thì là những cái sang thương đấy mình nhìn như vậy mà nó sẽ không giống hẳn một cái bệnh nào hết ạ. Thì ra khi mình khám một cái bệnh da mà mình thấy mình nghĩ nó có vẻ như là cái viêm da cơ địa, nhưng mà nó không phải là đặc trưng, nó không giống những cái sang thương đúng của cái viêm da cơ địa. Thế mình nhìn thấy những cái bệnh nhân mà có những cái tổn thương da mà nó lạ lạ ở trên da mà nó không có rõ vào một cái bệnh cảnh của một cái bệnh lâm sàng nào đó, mình thấy rõ ràng tất cả những trường hợp đấy, em tay mình cho đi làm xét nghiệm huyết thanh giang mai. Xét nghiệm thì rất là đơn giản, rất là rẻ tiền và rất là dễ làm, và xét nghiệm ra một cái là mình biết ngay là có giang mai hay không, rất là dễ đúng không? Chỉ cần để bác sĩ phải nghĩ tới được là có khả năng giang mai hay không để mà cho đi làm xét nghiệm thôi. Thế còn xét nghiệm chắc chắn là bệnh nhân da đó, và mình sẽ cần làm cho bệnh nhân và điều trị cho bệnh nhân. Thế còn nếu bị bỏ qua bệnh nhân giai đoạn này nữa, mấy năm bệnh hoặc bệnh nhân là thuộc nhóm người mà không có quan tâm đến người, đến sức khỏe, thấy nổi này nổi kia nên gậy đã không bị khám, thì sau đó thì có thể là dẫn đến cái giang mai thời kỳ 3 với những cái biến chứng rất là nặng. Thì cái việc mà bệnh nhân nữ bị giang mai mà không được phát hiện, mà không được điều trị, thì nó sẽ dẫn đến cái hệ lụy nó còn nặng hơn, đó là trường hợp giang mai bẩm sinh. Và những cái đứa trẻ mà sinh ra ở giang mai bẩm sinh á, thì có những cái thay đổi và ảnh hưởng rất lớn đến cái phát triển của cái đứa trẻ. Và vì vậy á, phụ nữ có thai á, thì thường quy là bắt buộc phải đi làm xét nghiệm giang mai, và cái đó là bắt buộc. Thì những cái trường hợp đây là những cái trường hợp mà giang mai bẩm sinh, là bệnh nhân nữ không có đi thăm khám một cái cơ sở thăm khám thai nào đấy, tự khám thai ở những cái nơi nó không phải là có những cái trình độ y tế cao chẳng hạn, đi khám mụn đỡ hay kiểu gì những nơi vùng sâu vùng xa, thì những cái phụ nữ đấy có thể là bị giang mai và sinh ra những đứa trẻ bị giang mai bẩm sinh. Chứ còn bây giờ cái việc mà tầm soát về giang mai là bắt buộc,
ta vẫn khuyên là phụ nữ trước khi có thai là phải đi làm tầm soát tất cả những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục đó, bệnh ký chữa rồi thì có em bé. Thế còn nếu phụ nữ mà đến những cái cơ sở y tế mà khám phát hiện có thai thì các bác sĩ ở những cơ sở y tế là chắc chắn là phải cho đi làm rất nhiều những cái xét nghiệm, và trong đó là có những xét nghiệm, tất cả những cái xét nghiệm về những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, và chắc chắn là phải phát hiện ra mà. Vì nếu như có thì chúng ta có thể điều trị các bệnh nhân bị bệnh giang mai trong thời kỳ mang thai được. Và khi chúng ta điều trị bệnh nhân trong thời kỳ mang thai thì nó sẽ sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh. Thế còn nếu như bệnh nhân có bị giang mai, có thai mà không điều trị thì sẽ sinh ra đứa trẻ bị giang mai bẩm sinh. Có thể là cái việc tầm soát giang mai trong phụ nữ có thai rất là quan trọng. Thì với cái giang mai bẩm sinh sớm á, thì cái thai nó sẽ sanh sớm và nó sẽ khó sống. Đứa trẻ như ông già tổn trạng nặng, vàng da kéo dài và da và là lách to. Một cái dạng mà nó ít độc hơn thì trẻ có thể sống được, nhưng mà nó sẽ có những cái dấu hiệu như sau. Về da niêm thì có thể ban đào, ban da mai dần, da rẻ, ban da mai bóng nước, lách môi, nứt mép để lại một cái sẹo có tên là sẹo Robinson cái nêm. Rồi có thể sổ mũi, nghẹt thở, lách niêm mạc, và sau đó có thể là nó sẽ làm sụt cái sụt mũi, nó làm cho cái mũi là bị cái sông mũi là bị sụt xuống. Thì những cái đứa trẻ như vậy là những đứa trẻ bẩm sinh giang mai bẩm sinh, là mình nhìn cái hình cái đứa trẻ mình biết là nó bị giang mai bẩm sinh. Một yên ngựa, ta gọi là một yên ngựa. Cái xương thì có thể viêm xương sụn, thường là viêm tứ chi, có thể gặp ở trẻ dưới 3 tháng tuổi và nó sẽ tiến triển qua 3 giai đoạn. Để trên X quang thì cái giai đoạn đầu thì là một cái băng đen 2mm với bờ trên là hình răng cưa, và cái giai đoạn 2 là một cái băng đen 4mm cũng với bờ trên hình răng cưa, nó gọi là triệu chứng Wiberger đó. Và đến cái giai đoạn 3 là cái hoại tử màng bao xương, và nó có thể dẫn đến cái bệnh tiền liệt đạo. Và cái viêm xương hay màng mà bao xương đó thì nó sẽ có thể nó gây viêm xương, viêm tủy xương, lách to, thiếu máu, thần kinh về tiền thân, có thể là viêm màng não, viêm não. Đấy là những cái triệu chứng lâm sàng của những cái trẻ mà bị giang mai bẩm sinh sớm. Với những cái giang mai bẩm sinh muộn á, thì bệnh nó có thể tiến triển ẩn, nên lúc mới sinh thì không có cái triệu chứng, nhưng mà bệnh là bắt đầu sẽ xảy ra từ 2-3 tuổi cho đến 12 tuổi hay 18 tuổi, thậm chí đến 80 tuổi nó cũng có thể có sẽ xuất hiện những cái triệu chứng về sau này. Thì có thể có tổn thương mắt, viêm giác mạc, viêm mống mi, tai có thể liên đi tới là điếc, xương thì còn viêm xương mà bao xương, viêm xương thủy xương gồm xương mũi với tuyến giáp của yên ngựa. Về thần kinh thì có thể có bệnh chúng ta ghét hay bệnh bại liệt của trẻ em, tổn thương da hay niêm mạc, lách to, gan to. Và chúng ta có cái triệu chứng nó gọi là tam chứng Hutchinson, tức là có viêm giác mạc lé, điếc và cái xăng của Hutchinson. Và cái chẩn đoán giang mai bẩm sinh á, thì nó thứ nhất nó sẽ dựa vào cái lâm sàng, dựa vào cái X quang, tại vì cái tổn thương xương ở trong cái giang mai bẩm sinh nó rất là đặc trưng ở trên cái X quang đó. Và những cái xét nghiệm về test giang mai như là những cái test những cái hình quang thì nó giúp chúng ta chẩn đoán cái bệnh giang mai bẩm sinh muộn. Rồi thì với cái bệnh giang mai thì cái phòng bệnh thì thứ nhất quan hệ, khi quan hệ tình dục thì đương nhiên chúng ta biết là để phòng bệnh thì mình dùng bao cao su. Rồi cái bệnh giang mai thì có thể nó lây qua cái đường máu đó, vì vậy cái việc mà sử dụng cái kim chích hay kim để dùng kim tiêm một lần. Tuy nhiên thì cái việc dùng bao cao su thì nó cũng có thể nó cũng không phải là nó ngăn ngừa 100% cái việc mắc bệnh. Để chúng ta biết là cái đường quan hệ tình dục thì nó cũng rất là đa dạng, có thể ra dùng cái bao cao su
thì cũng có thể ví như là một người đi trời mưa mà mình dùng cái dù thôi, tự mình lấy cái dù mình che thì đầu mình không ướt mà cái chân của mình nó vẫn ướt đúng không? Thì khi mà mình quan hệ tình dục với những cái người mà bị bệnh lây truyền qua đường tình dục á, cái việc dùng bao cao su cũng ví như là mình dùng cái ô để mình che mưa, có thể che được cái này nhưng mà cái vùng khác mình không che được. Thế nên cái việc mà bệnh nhân nói là tôi chắc chắn là cái trường hợp này là tôi không có thể bị bệnh này, tại vì cái ngày hôm đó là tôi có dùng bao đàng hoàng cơ mà, đúng không? Thì cái việc dùng bao nó không có thể đảm bảo 100% cái việc mà mình không có bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đương nhiên là nó giảm thiểu cái nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục rất là nhiều. Vì vậy người ta vẫn phải khuyến cáo dùng bao cao su chắc chắn rồi. Tuy nhiên mình phải hiểu là dùng bao cao su nó không thể phòng ngừa 100% cái nguy cơ lây bệnh, tại vì cái tiếp xúc có thể ở cái đường khác nhau, có thể là quan hệ theo đường miệng này, hay là quan hệ qua đường hậu môn này, một khi người ta lại không biết là không cần đó, hoặc là những cái sự đụng chạm tiếp xúc thôi qua những cái vùng da khác không phải là bộ phận sinh dục, nhưng mà ở đó có những cái vết đầy xước, thì về nguyên tắc đó những cái vi khuẩn nó vẫn có thể xâm nhập và nó lây bệnh đó. Thành ra là khi mình khai thác tiền sử bệnh á, thì không bỏ qua những cái trường hợp mà đã có dùng bao cao su rồi, nghĩa là khả năng lây là không có, mình bỏ qua là không đúng. Những cái trường hợp mà nghi ngờ đó là những cái đối tượng, những cái khi mình khai thác tiền sử mình phải khai thác những cái đối tượng mà có thể gây ra cái bệnh này đó. Còn cái việc khi quan hệ với đối tượng đó mà có dùng bao cao su thì điều đó cũng không loại trừ, vẫn có thể tính khả năng là dù dùng bao cao su thì cái bệnh vẫn có thể nó lên à, chứ không phải là nếu như những cái lần đó tôi có quan hệ với cô đó nhưng mà tôi dùng bao rồi nên tôi không thể bị được thì cái đó là không phải. Rồi thế còn về xã hội thì chúng ta cần phải sao để giáo dục bệnh nhân chống tệ nạn mại dâm và xây dựng một cái mạng lưới y tế có nhiệm vụ phát hiện và điều trị bệnh giang mai. Về cái quy chế kết hôn thì mình nên cho thử máu trước khi kết hôn và thai nghén ha, người đăng ký khám thai để được phát hiện những cái bệnh giang mai. Rồi cái còn về cái điều trị bệnh thì về cái nguyên tắc cái điều trị bệnh không phải chỉ bệnh giang mai mà tất cả những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, tức là cần phải điều trị cả người bệnh và cả cái người đồng xề đó, để mà sao để mà cắt nguồn lây ở trong cộng đồng. Thì tuy nhiên thì không phải là người bệnh nào người ta cũng sẵn sàng, người ta chia sẻ với bác sĩ tất cả những cái đối tượng mà họ có quan hệ, có quan hệ và họ có thể họ giấu thì vì cái chuyện này nó là cái chuyện rất là phức tạp đó. Và vì cái vấn đề mà khi mắc những cái bệnh này nó có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng của gia đình họ nữa, thành ra bác sĩ phải là một người phải rất là, mình phải rất là tâm lý và phải rất là khéo léo trong cái việc điều trị. Và chúng ta phải biết là chúng ta chỉ có quyền, mình không có quyền yêu cầu cái người bị bệnh người ta phải cung cấp toàn bộ thông tin những cái người mà họ có quan hệ. Cái đó là mình khuyến khích họ, mình phải giải thích cho họ những cái mối nguy cơ đó, để mà họ cũng kêu những cái người đó cùng đi khám và cùng điều trị. Và tuy nhiên không phải người nào người ta cũng sẵn sàng như vậy, họ sẽ giấu, họ sẽ cởi giấu những cái người, thậm chí giấu người vợ, người chồng là họ bị những cái bệnh này đó. Và mình với nguyên tắc mình là bác sĩ thì mình chỉ có được nói chuyện và với cả cái người bị bệnh thôi, chứ mình không có thể là tự mình đi tìm những cái người mà có thể có quan hệ với người này mà mình yêu cầu họ điều trị được đó. Chính vì vậy mình chỉ có mình giải thích đó, và mình khuyến khích bệnh nhân hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc mà phải điều trị cả mình lẫn cái người bạn tình, để vì sao để mà cần chúng ta cần phải cắt đứt cái nguồn lây ở trong cộng đồng. Thế nếu như chúng ta không có chú trọng đến cái việc đó, chỉ điều trị cái người đi khám thôi, thì cái nguồn lây ở ngoài cộng đồng nó vẫn còn, và như vậy cái tỷ lệ bệnh nó sẽ được tăng. Bởi vì với cái bệnh giang mai thì điều trị cái kháng sinh chủ yếu là penicillin, và điều trị thì nó sẽ rất là hiệu quả. À, và
cái điều trị á, thì cái giang mai thì khi điều trị thì nó mặc dù cái lâm sàng giang mai thì nó rất là đa dạng, rất là khó để mà chẩn đoán, nhưng mà khi chẩn đoán ra rồi điều trị thì nó rất là đơn giản. Thì chúng ta sẽ chia ra là giang mai sớm hay là giang mai muộn hơn. Giang mai sớm thì chúng ta sẽ cho chích Estensilin 2,4 triệu đơn vị tiêm một lần. Thế còn nếu như mà là muộn thì chúng ta sẽ cho tiêm 3 lần. Đó. Còn trong cái trường hợp mà bị dị ứng với penicillin thì chúng ta sẽ có thể dùng những cái kháng sinh khác như là tetracycline hay là doxycycline hay là erythromycin. Thì chúng ta thấy dùng những kháng sinh cũng không phải là cái kháng sinh rất là phù hợp với bệnh. Nói chung bệnh giang mai mà thời kỳ sớm thì nó đáp ứng rất tốt với cả những cái điều trị bằng kháng sinh rất là hiệu quả, và điều trị xong thì cái huyết thanh nó sẽ trở về âm tính. Đối với những cái giang mai mà giang mai muộn, tức là những cái giang mai mà thời kỳ 2 sau 2 năm cho đến cái giang mai thời kỳ ba thì chúng ta sẽ cũng sử dụng Estensilin 2,4 triệu đơn vị chích, và chúng ta sẽ chích liên tục là 3 lần. Và có thể nó có cái phản ứng Excimer, thì cái này ta sẽ nói sau về cái phản ứng này. Thì những cái trường hợp mà để chúng ta phòng phản ứng Excimer này thì có thể người ta sẽ cho sử dụng corticoid trước 5 ngày để sau đó mới cho chích cái penicillin. Rồi nếu như mà có vấn đề về giang mai tim mạch cũng vậy, thì nên cho sử dụng corticoid trước, rồi hoặc là có suy tim thì chúng ta trị suy tim trước, sau đó thì chúng ta mới cho điều trị bằng thuốc penicillin. Rồi với trong cái giang mai thần kinh á, thì điều trị giống như là cái giang mai tim mạch, tức là chúng ta có thể cho sử dụng corticoid trước, nhưng mà cái liều penicillin thì nó sẽ cao hơn là trong cái giang mai tim mạch. Với những cái giang mai tiềm ẩn á, thì người ta đã quy định là giang mai tiềm ẩn sớm trước 2 năm thì là sẽ tiêm một lần, và sau 2 năm thì mình sẽ tiêm 3 lần. Nhưng mà đa phần trường hợp thì chúng ta, nếu như chúng ta biết chính xác được cái thời gian mà bệnh nhân nhiễm bệnh thì chúng ta có thể tính được nó là giang mai tiềm ẩn sớm hay là muộn. Nhưng mà thường những cái bệnh nhân giang mai tiềm ẩn là những cái người nào người ta mình xét nghiệm ra là cái huyết thanh của họ dương tính, nhưng mà bản thân họ không biết là họ nhiễm từ lúc nào, không biết họ nhiễm từ ai nữa. Thì trong những cái trường hợp như vậy chúng ta sẽ đều tính là giang mai tiềm ẩn muộn, đó, và giang bệnh nhân tiếp tục 3 mũi. Nguyên tắc điều trị là như vậy. Về giang mai thai á, thì chúng ta trong thời kỳ mang thai thì chúng ta cũng điều trị bằng penicillin, không khác, cũng giống như là cái người bình thường. Trong trường hợp mà bị dị ứng với penicillin thì chúng ta sẽ sử dụng erythromycin, không được dùng tetracycline thay thế trong trường hợp đang có thai. Với cái giang mai bẩm sinh sớm thì cái điều trị chúng ta, cái thuốc điều trị chính thì cũng là cái thuốc penicillin đó. Thì với cái giang mai bẩm sinh thì người ta sẽ phải cho đi làm thêm cái xét nghiệm não tủy đó, và vì nó có cái biểu hiện của cái não tủy nó bất thường thì cái liều chúng ta sẽ chích cái liều nó sẽ cao hơn, và thời gian chích nó sẽ lâu hơn là trong trường hợp mà não tủy bình thường. Còn những cái giang mai bẩm sinh muộn á, thì điều trị như người lớn. Cái cách điều trị như người lớn, điều luyện như người lớn mà theo cái trọng lượng của bệnh nhân, người ta tính theo kg cân nặng. Rồi, nó sẽ có thêm khi mà điều trị thì chúng ta sẽ có thêm những cái phản ứng. Thì thứ nhất là cái phản ứng khi chích cái penicillin chậm, thì cái cục bộ tại cái nơi chích thì có thể có đau, viêm hay là áp xe về tổng quát, thì có thể là sốt. Và cái sốt này nó có thể hết khi mà chúng ta ngưng, không có khi ngưng trị liệu. Thế còn nó có thể là nó có cái phản ứng sốt phản vệ. Sốt phản vệ khi mà mình phản ứng với penicillin thì có thể trụy mạch, phù nề, mềm đay hay là ban xuất huyết đỏ da. Thì cái này là có thể những cái trường hợp bệnh nhân bị phản ứng với cả cái penicillin. Còn cái phản ứng đặc biệt thì người ta gọi là cái phản ứng Excimer. Thì cái này á, là nó sẽ xuất hiện sau cái mũi chích penicillin đầu tiên, do cái sự ly giải của cái kháng khuẩn treponema do một cái lượng penicillin cao,
tức là nó sẽ xuất hiện sau khi mà bệnh nhân được tiêm mũi đầu tiên. Thì sau khi được tiêm mũi đầu tiên thì bệnh nhân sẽ có cái phản ứng là cao, mệt mỏi, nhức đầu, tim đập nhanh, xuất huyết phù đó. Và cái phản ứng này thì nó sẽ giảm đi trong vòng 24 giờ. Nó thành ra là nếu mà nhẹ thì chúng ta cũng chỉ cho giải quyết mà không phải quá lo lắng, và nó không phải là dị ứng với cả penicillin, là việc chúng ta phải đổ thuốc cái penicillin, mà đơn giản nó là do cái sự đi giảm cái xoắn khuẩn thôi, thì đang cái phản ứng của cơ thể. Thì trong trường hợp đó thì có thể giải quyết là cho bệnh nhân dùng aspirin hay là kháng histamine, và nếu nặng thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái corticoid đó. Thì những cái lần sau thì nó sẽ bệnh cơ thể nó quen rồi, sẽ không có những cái phản ứng này. Đến lần sau chúng ta vẫn có tiếp tục điều trị được với cả cái penicillin. Thế còn có một cái phản ứng nữa gọi là cái sốc phản vệ, khi mà chúng ta bị dị ứng với cả cái penicillin thì nó cái này phản ứng nặng thì có thể xảy ra đột ngột từ 1 đến 5 phút sau sau khi chích. Thì lâm sàng thì sẽ nhức đầu, khó thở, tim đập nhanh, tức là những cái biểu hiện lâm sàng của cái sốc phản vệ đó. Thì những trường hợp này thì mình sẽ xử trí như trong một cái ca mà sốc phản vệ. Thì chúng ta biết là cái penicillin thì vẫn có xảy ra một cái tỷ lệ rất là nhỏ, rất nhỏ thôi đó, nhưng mà có thể khả năng xảy ra cái sốc phản vệ với cả cái penicillin. Thì nếu mà nhẹ thì cái đó là chỉ là những cái đỏ da, mẩn ngứa thoáng qua, thì chúng ta có thể giải quyết bằng cái thuốc kháng histamine hoặc cái quýt. Và nếu mà chúng ta thấy bệnh nhân bị dị ứng penicillin thì mình sẽ đổi ra những cái kháng sinh khác, Rifampicin, tetracycline thì cũng vẫn rất là hiệu quả. Nhưng mà những cái trường hợp mà sốc phản vệ thì cái trường hợp này thì rất là hiếm gặp, nhưng mà nếu mà có gặp thì cần phải có những cái phản ứng nhanh để xử lý những cái trường hợp sốc phản vệ. Cái bệnh giang mai là tới đây là hết. Thì cái đây là mình đi là cái chính của mình là mình sẽ phải biết em cái với cái bệnh giang mai là chúng ta phải biết chẩn đoán và chúng ta cần phải biết xử trí những cái bệnh nhân giang mai đó. Thì về cái chẩn đoán thì cô cũng đã có nói về cái cách chúng ta chẩn đoán bệnh giang mai như thế nào cũng đã qua các thời kỳ. Là đầu tiên chúng ta phải nghi ngờ dựa trên những cái đặc điểm lâm sàng, những cái tổn thương, và chúng ta phải nghi ngờ bệnh nhân giang mai, khai thác cái tiền sử thì bệnh nhân có thể có những cái mối quan hệ mà có thể gây ra cái nhiễm bệnh, có thể lây bệnh giang mai đó. Và sau đó thì cho bệnh nhân đi làm những cái xét nghiệm huyết thanh giang mai. Thì hai cái xét nghiệm chính mà chúng ta sẽ làm đó là VD và TMHA đó. Còn về cái xử trí thì bệnh nhân giang mai thì điều trị thôi. Và điều trị thì nó cũng sẽ rất là đơn giản. Điều trị thì quan trọng nhất chúng ta sẽ phải chia ra là đó là hai nhóm, đó là giang mai sớm hay là giang mai muộn. Thì với những cái bệnh nhân mà giang mai mà có đặc điểm lâm sàng tổn thương da rõ của giang mai thời kỳ 1, giang mai thời kỳ 2 thì chúng ta cho vào giang mai sớm. Nhất là chúng ta có được những cái ngày mà bệnh nhân nghi ngờ là lây của bệnh giang mai, chúng ta biết được nó là giang mai sớm thì chúng ta chỉ cần tiếp tục phục vụ là đủ. Thế còn những cái trường hợp giang mai tiềm ẩn không có một cái dấu hiệu gì hết, không có bất kỳ một cái sang thương nào cả, bệnh nhân không hiểu tại sao tự nhiên mình lại bị bệnh, xét nghiệm tự nhiên thấy dương tính, ngơ ngơ ngác ngác không được phải làm xe, thì tất cả trường hợp đó mình sẽ coi như là giang mai tiềm ẩn muộn. Và như vậy bệnh nhân cần phải có chỉ quan được ba mũi để cái điều trị rất là đơn giản. Và những cái phản ứng mà cô có kể thì nó có thể gặp, mà đa phần thì nó là nhẹ, ta có thể xử lý được cái phản ứng đó. Còn cái quan trọng nhất là không có bỏ qua bệnh nhân giang mai, chúng ta không được quyền bỏ qua. Chúng ta là bác sĩ thì không được quyền bỏ qua một bệnh nhân giang mai mà tới đi khám. Nếu bệnh nhân giang mai họ bị bệnh giang mai, họ có những cái vấn đề về da, họ tới mình khám mà mình bỏ qua họ, mình không điều trị bệnh giang mai cho họ để cho họ tiến triển lên những cái biến chứng giang mai ở những cái giai đoạn sau này, thì cái đó lỗi đó là của bác sĩ.
Thành ra chúng ta luôn luôn phải nghi ngờ những cái trường hợp chúng ta thấy nó lạ, nó không giống những cái bệnh da mà mình thường gặp, và luôn và làm cho các bệnh nhân làm xét nghiệm, làm xét nghiệm rất là đơn giản, rất là dễ tìm, và làm xét nghiệm cái là da chúng ta biết là bệnh nhân có ra ngoài hay không. Đó, thành ra là thừa còn hơn thiếu, da chỉ cần hơi nghi ngờ thì cần các em cần hơi y tế thì hãy cho bệnh nhân đi làm xét nghiệm nhá. Nhưng chúng ta không được bỏ qua, nếu bỏ qua bệnh nhân ra ngoài thì đã đến gặp mình khám rồi mà mình bỏ qua họ thì cái đó nó là lỗi của mình, và bệnh nó có thể nó âm thầm và tiến triển lên những cái triệu chứng nặng hơn. Các bạn nào có câu hỏi gì không? Tôi cho em hỏi. Cái xét nghiệm nhân mai là thấy là có cái VDL chỉ TPHA, TPHA là cái đặc hiệu nhất. Đúng rồi. Ngoài cái đó thì mình có một cái là RBR. Em cho cô đang hỏi là cái RBR đó là nó tính đặc hiệu của một. RBR nó cũng là cái tính đặc hiệu, nó cũng đặc hiệu. Nhưng mà thông thường thì mình làm cái TPHA là đủ rồi. Nó sẽ dễ làm hơn. Thông thường người ta sẽ làm cái TPHA với VDL. Với lại nếu mà bệnh nhân vô mình mà không có thương tổn da gì hết, chỉ có cái TPHA dương tính và cái RBR âm tính thì mình có bắt đầu điều trị. TPHA, cái VDN mà âm tính thì có thể là ở cái giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu khi mà cái nếu như VDN mà dương tính mà TPHA âm tính thì có khả năng là bệnh nhân không bị trao mài. Nhưng nếu như ngược lại, VDN âm tính nhưng TPHA dương tính thì bệnh nhân là vẫn bị trao mài. Cái TPHA được định lượng là mình có tính là nó cắt bao nhiêu lần mình mới bắt đầu điều trị, hoặc là chỉ cần nó hơn so với cái giá trị bình thường. Nói chung là nó chỉ cần hơn, cái TPHA là cái đặc hiệu. Thành ra nếu chỉ cần nó dương tính nghĩa là có cái 6 phần trên con đen ma là mình phải điều trị rồi. Vì lại cái theo dõi trang mai là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm á. Ví dụ như mình đã điều trị bệnh nhân rồi, bệnh nhân vô mình để theo dõi trang kiểm lại, thì nếu mà xét nghiệm cái TPHA nó vẫn tiếp tục dương tính thì mình có điều trị. Không, thì mình phải xem cái nó. Nó có thể nếu như bệnh nhân mà tiềm ẩn á, thì cái xét nghiệm huyết thanh nó không trở về âm tính đâu. Thế nhưng mình sẽ phải xem theo là cái số nó phải giảm xuống. Thế nó không nhất thiết nó có thể nó sẽ trở về âm tính được. Nếu mà nó không giảm luôn thì sao? Nó giảm luôn thì chắc phải tiến hành điều trị lại. Thì mình tính như thế nào là mình đáp ứng điều trị? Mình tính đáp ứng điều trị khi mà có thể. Thứ nhất là nếu như mà nó phải trở về âm tính thì đó là một cái là trường hợp chắc chắn là mình đã điều trị thành công. Thế còn nếu như mà nó vẫn âm tính thì mình sẽ phải xem cái số của nó sẽ phải giảm xuống. Nếu như mà nó không giảm thì như vậy là có thể mình sẽ phải tính là mình phải điều trị lại. Với lại cho em hỏi trong cái giai đoạn 1 là nãy là mình điều trị thay thế là cái doxycycline đó. Nếu mà mình không có cái tetracycline giúp thì cái đầu tiên nó hiệu quả nó có ngang như cái tetracycline. Thì cái phác đồ này là phác đồ của Tổ chức Y tế Thế giới họ đưa ra. Thế ra khi họ đưa ra cái phác đồ với cái liều lượng và với cái số ngày như thế, có nghĩa là cái mình điều trị theo đúng phác đồ đó thì nó sẽ phải đảm bảo cho mình là điều trị được cái bệnh trong mai. Thành ra cái tất cả những cái phác đồ điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục thì tất cả phác đồ nó sẽ theo cái Tổ chức Y tế Thế giới đó, và theo CDC rồi. Có thể là nếu như họ đã nói là cái bệnh này điều trị thay thế được bằng những cái thuốc này trong thời gian bao nhiêu ngày đó thì có nghĩa là em yên tâm là mình cứ điều trị theo đủ phác đồ đủ ngày. Một trong những cái thuốc mà người ta đưa ra là mình sẽ coi như mình đã điều trị xong cái bệnh nhân này. Với lại cho em học ở trong cái em coi cái phác đồ bộ y tế, cái dạng mày 3 thì tính chính là bệnh nhân liên giờ 9-6 triệu đơn vị là chính tới 4 mũi lần. Còn trong cái phác đồ của bệnh viện Gia Liễu là chỉ tính có 3 mũi là 3 tuần thôi. Thực ra thì cái tích 3 hay 4 thì thực ra nó cũng không khác nhau mình á. Thì là mình có thể mình theo cái có thể là có hai cái tổ chức, có thể là có cái CDC, nó là cái nơi mà kiểm soát bệnh tật của Mỹ, CDC là của Mỹ, và hai là Tổ chức Y tế Thế giới. Thì nhiều khi là mình nếu như phác đồ theo CDC và Tổ chức Y tế Thế giới có thể nó cũng sẽ có khác nhau. Thế là cũng khác nhau. Thì về nguyên tắc thì mình nếu mình ở Việt Nam thì có lẽ là mình nên theo phác đồ của Bộ Y tế của Việt Nam. Đó, tuy nhiên mà nếu như mà mình có ứng dụng theo cái phác đồ của Tổ chức Y tế Thế giới hay của CDC thì mình cũng không sai. Đó, thành ra là cái đã là phác đồ điều trị thì em thấy có thể là nó cũng có cái sự khác biệt chứ không phải là nó cũng giống nhau. Ở tùy những cái tổ chức theo cái nghiên cứu họ đưa ra nó có thể nó khác nhau, nhưng mà nói chung là mình
không phải là tự mỗi bệnh viện nghĩ ra được cái phác đồ được, đúng không? Đó thì thường thông thường là những cái phác đồ là mình sẽ phải cập nhật theo Bộ Y tế Việt Nam. Tuy nhiên thì mình nếu như mình sử dụng theo cái phác đồ của cái CDC hay là Tổ chức Y tế Thế giới thì điều đó cũng có thể được, chứ không phải là không được. Như là cho em hỏi là cái em có cuốn sách đó, là nó nói cái bài trào hiện nay với cái sẵn lòng bàn tay là một viên là bệnh nhân được phòng ngứa, thì là có cái trường hợp nào là bệnh nhân được phòng ngứa không? Thì nói chung là cái ngứa nó là một cái triệu chứng nó cũng rất là mơ hồ, đúng không? Và nó cũng không phải là một cái triệu chứng để chúng ta đưa vào nó như là một cái tiêu chuẩn để mà chẩn đoán cái một cái bệnh nào đó. Đó thành ra là ví dụ như là những cái bệnh về nến chẳng hạn, người ta bảo bệnh về nến thường không ngứa, nó có người về nến người ta rất là ngứa, mà không có nghĩa là người ta không phải bị về nến. Thành ra mình không dùng cái mức độ ngứa để mà mình làm nó để lấy tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh cái bệnh này hay không phải bệnh này. Tại vì cái ngứa nó cũng là cái cảm giác của mỗi người là cũng mỗi khác nhau mà. Đó, thành ra là chúng ta không dựa vào cái mức độ ngứa hay là không có ngứa để mà chúng ta lấy cái đó ra để làm cái tiêu chuẩn để mà chẩn đoán bệnh. Thì ngứa nó chỉ là những cái triệu chứng kèm theo thôi. Đó. Thì thành ra trong cái bệnh giang mai này thì cái việc bệnh nhân có ngứa hay là không ngứa nó cũng không phải là quan trọng, mà cái quan trọng là cái bản thân là cái ban đào đó, đặc điểm lâm sàng của cái ban đào đó. Đó, và cái đặc điểm lâm sàng ban đào đó nó cũng chỉ là một cái hướng để chúng ta nghĩ tới để mà chúng ta cho bệnh nhân làm xét nghiệm thôi, chứ còn bệnh nhân giang mai hay không thì mình phải làm xét nghiệm. Xét nghiệm có giang mai nghĩa là có giang mai, mà không có giang mai nghĩa là không có giang mai. Thế còn những cái đặc điểm tổn thương ở trên da nó không phải là cái tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán cái bệnh giang mai, nhưng mà nó là một cái gợi ý khi bệnh nhân đến để chúng ta có những cái sang thương, là chúng ta cảm giác chúng ta nghi ngờ, mặc dù nó là một cái cảm giác nghi ngờ của mình thôi, chứ còn nó cũng không có cái gì đặc biệt riêng ở trong cái giang mai cả. Như là những cái bệnh viêm da cơ địa hay bệnh về nến hay một số những cái bệnh khác, nó có những cái lâm sàng nó rất là đặc thù, và chúng ta chỉ dựa vào lâm sàng chúng ta chẩn đoán bệnh thôi. Thì riêng cái giang mai là chẩn đoán phải dựa trên xét nghiệm. Rồi, các bạn nào mình còn câu hỏi nữa không? Cái lội là không có nước nữa, trong cơ thể trong nghĩa đó, người trội này dễ phát hiện lắm rồi, cái là không có nước nội mực riêng mình luôn.